chuyện xảy ra khi mình còn chưa có mặt trên đời. Mình nghe mẹ kể lại, nhưng mình chắc chắn nó có thật 100%. Ngày ấy, mẹ mình mới lấy bố, gia đình còn khó khăn, nên bố mình hay đi làm về khuya, có hôm còn không về. Mẹ mình mới về làm dâu, chưa có nhà cửa gì, nên vẫn ở cùng nhà với ông bà nội. Nhà ông bà mình hồi đó được xây đúng kiểu truyền thống. Ở giữa nhà là bàn thờ, hai bên kê hai giường, và mẹ mình ngủ ở đó. Đợt ấy, ông nội mình còn làm kế toán ở xã, nên cũng hay vắng nhà. Chỉ có bà với mẹ mình là hay ở nhà. Đêm đó, mẹ mình đang ngủ, thì mơ thấy có một người con gái tóc dài lắm, mặc bộ quần áo trắng toát, cứ ngồi đu trên cái kèo nhà. Nó ngồi vắt vẹo chán chê, thì quay xuống nhìn mẹ mình. Mẹ mình sợ lắm, chỉ muốn hét lên, nhưng cổ họng nặng trịch như bị bóp. Mẹ vội vàng bật đèn rồi gọi bà nội mình. Bà mình sau khi nghe mẹ kể lại thì xuống dưới bếp lấy con dao bầu lên để đầu giường rồi nói: "Để đêm nay mẹ ngủ với mày, xem nó còn dám đến nữa không." Bà nội mình đã gặp con ma này nhiều lần rồi, nhưng bà không sợ nó. Bà kể có lần mơ thấy nó đứng ngoài sân chải tóc. Tóc nó dài lắm. Rồi nó cứ lừ lừ đi vào nhà, nhìn bà cười. Lúc đầu bà cũng hoảng, nhưng bị trêu nhiều quá đâm bực, bà mình phi luôn cái dép vào mặt nó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tìm mãi không thấy cái dép đâu. Lúc bà ra ngoài sân thì thấy chiếc dép nằm chỏng chơ ở đó. Trong nhà có ma, mẹ mình là người sợ nhất. Đêm nào bố mình ở nhà thì không sao, chứ bố mà đi làm thì mẹ mình cứ khiếp xanh mắt. Bố mình hồi đó chạy xe ôm nên giờ giấc không cố định, đi sớm về khuya rất thất thường. Có hôm 3 giờ sáng mới mò về ngủ. Lần khác, mẹ mình đang nửa tỉnh nửa mê thì thấy có bóng đàn ông chui vào trong màn. Mẹ mình nằm lùi vào nhường chỗ vì nghĩ bố mình đi làm về rồi. Không giống mọi ngày, mẹ thấy bố cứ nằm quay ra ngoài, im thin thít, không thở, không ngáy tí nào. Bình thường, lúc ngủ, bố mình ngáy khá to, cho nên mẹ sinh nghi, lấy tay sờ vào tấm lưng to như cánh cửa ấy, thì lạnh toát, khiến mẹ sợ hãi hét ầm lên. Đêm ấy, bà nội lại sang ngủ cùng. Mẹ mình, sau khi gặp hai cái vong ấy, thì sợ hãi tột độ, không dám ngủ một mình nữa, bắt bố mình về sớm. Mẹ hỏi bà, sao không mời thầy về đuổi nó đi? Thì bà bảo, mày tưởng mẹ muốn thế à? Từ hồi tao về đây, đã thấy chúng nó rồi. Sau đó, có đi xem bói, thì vừa vào, người ta đã bảo nhà mình có ba vong, hai nam một nữ, chết ở cái giếng trước sân. Giếng này thời xưa là giếng của làng. Ba vong ấy do bị giết và ném xuống giếng nên oán khí rất nặng, mấy trăm năm rồi mà chưa siêu thoát được. Mày muốn làm lễ cầu siêu hoặc trấn nghiệm, nhưng bố mày không cho vì ông sợ mang tiếng. Ông là đảng viên gương mẫu, không muốn vướng vào mấy trò kiểu mê tín dị đoan. Chưa có nhà riêng, cũng không thể làm lễ trừ ma, nên mẹ mình chỉ còn cách sống chung với những hồn ma trong sự sợ hãi tột độ. Cho đến một ngày, gia đình mình xảy ra một chuyện khủng khiếp, khiến đích thân ông nội phải mời thầy về làm lễ trấn nghiệm. Năm 2005, khi ấy tôi học lớp 12, nhà ở tập thể trường Bưu điện Quảng Ninh. Khu này có hình chữ U, diện tích khá rộng, gồm khu nhà tập thể, khu nhà ăn, khu nhà học, khu nhà hành chính, khu ký túc xá cho sinh viên. Những khi có sinh viên học thì cũng có người qua người lại, nhưng khi kết thúc khóa học thì vắng tanh. Cũng có vài người nữa, nhưng hầu như là họ ở một mình trong khu tập thể, toàn đi chơi nhậu nhẹt, nên chủ yếu chỉ có mình nhà tôi ở đấy. Hôm ấy tầm 5 giờ chiều, trời đầu mùa đông tối nhanh, tôi đi học về. Khi đến cầu thang ở khu tập thể để về phòng thì nhìn thấy một người phụ nữ
mặc áo trắng toát, tóc đen xõa dài, đang đứng ở chỗ chiếu nghỉ, úp mặt vào góc tường, đầu cúi thấp. Tôi nghĩ chắc chị sinh viên nào đó mới tới chưa biết, nên nhầm nhà tập thể với khu ký túc xá. Cũng thắc mắc là sao tự nhiên lại úp mặt vào tường làm gì không biết. Khi đến gần hơn thì thấy người bãi cứ run run. Tôi bảo bãi, khu ký túc xá ở bên trái kia kìa, chị sang đấy gặp cô quản lý ấy. Bà này không quay người lại. Lúc ấy tôi mới để ý tay phải bà này có nắm cái gì đó, nhưng thấy người ta không trả lời gì cả nên tôi cũng không soi kỹ mà đi lên tiếp. Đi được vài bậc thì đột nhiên có tiếng gọi, chú ơi. Không biết tả ra sao nhưng cái tiếng gọi ấy thì rất lạ, dù nhỏ nhưng nó vang vang đều đều chứ không tắt ngay. Và bất ngờ tay tôi bị cái gì lạnh toát chụp vào. Tôi giật nảy người quay lại, tay bãi nắm chặt lấy tay tôi. Khuôn mặt của bãi trắng bệch, bị tóc xõa lòa xòa che mất gần hết, không nhìn thấy đôi mắt. Ngay lúc ấy thì chả kêu được tiếng nào, tôi ngất luôn. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy sực mùi dầu gió, mẹ đang ngồi xoa xoa thái dương cho. Tôi tỉnh lại thì mẹ bảo, cứ nghĩ đi con, khổ thân, tí ăn nhiều cơm vào mới có sức mà học. Tôi mới kể lại chuyện vừa rồi thì mẹ bảo, vớ vẩn, làm gì có ma giữa ban ngày, mày ngất xong nằm mơ đấy. Tôi nhìn xuống tay tôi thì cũng không thấy có vết tích gì, ngờ ngợ một chút rồi nghĩ có khi mình nằm mơ thật. Nhưng rõ ràng là vẫn nhớ mình đi học về, đi lên cầu thang. Nghĩ lắm đau đầu, mà tôi lại là thằng gan dạ, từ bé đã chả sợ ma bao giờ nên cũng nằm ngủ một lúc rồi dậy ăn cơm, xong thì đi học. Tối 12 giờ, bố mẹ tôi đã ngủ, tôi thức học. Cửa sổ ở bên phải bàn học của tôi đột nhiên có một cơn gió khá mạnh thổi vào, lạnh lắm. Tôi rùng mình một cái, đứng dậy khép cửa sổ vào. Khi ấy tôi mới để ý, hôm nay trời sáng trăng, trời ít mây, nhìn bên ngoài khá rõ. Từ cửa sổ nhà tôi nhìn ra vườn nhà bên cạnh toàn trồng chuối. Khép xong cửa sổ, ngồi lại vào bàn, tự nhiên tôi nhận ra là lúc khép cửa hình như nhìn thấy có cái gì khác thường. Đấy là góc cuối vườn, sao có vật gì trắng trắng. Thực ra thì chỉ thoáng qua, tại trăng sáng và màu trắng nên cũng khó nhận ra. Đang nghĩ thì tạch một cái mất điện. Ánh sáng duy nhất lọt vào nhà lúc này là ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ nhà. Theo phản xạ thì tôi nhìn ra chỗ có ánh sáng ấy, và đột nhiên có hai bàn tay từ từ đưa lên trước cửa sổ. Tôi lạnh toát cả xương sống nhưng nghĩ mình hoa mắt. Chớp liền mấy cái thì bộp một cái, một bàn tay gõ vào cửa sổ. Khi ấy tôi hoảng thật sự, nhưng miệng thì không thể nào mở ra mà kêu được, cứ a a ơ ơ. Rồi thì một nửa bóng người con gái có mái tóc xõa hiện lên ở cửa sổ nhà tôi, có cái gì nhọn nhọn ở trên đầu nữa, hai tay thì vẫn đập bộp bộp. Tôi lại lăn ra ngất xỉu lần nữa. Hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, mẹ ở bên cạnh. Tôi mới kể lại cho mẹ nghe chuyện tối hôm qua. Đương nhiên là mẹ tôi không tin, nhưng tôi cứ quả quyết là có thật và bảo là sẽ bị điên nếu còn xảy ra như vậy nữa. Sau một hồi mẹ tôi mới bảo để mẹ đi gọi điện cho cậu tôi, nhờ cậu tôi xem giúp. Cậu tôi ở bên Hải Phòng, nhà gần phố Văn Cao, là thầy cúng. Cậu tôi sang cúng, tôi tắm nước 5 loại lá có gai trong một tuần, đeo bùa một tháng. Cậu cho biết hồn ma đó là của một nữ sinh treo cổ. Cái nhọn nhọn ở trên đầu mà tôi nhìn thấy trong đêm sáng trăng là sợi dây buộc vào cổ chị ấy.